Ok, hello Happy, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ gọi là chơi đồ đo, nhưng mà đồ đo này nó hơi độc lạ nha mọi người. Đồ đo này tức là chúng ta sẽ chạy bộ nha, và một tí sẽ có là cái con gì đó nó chạy theo đấy. Nhưng mà các bạn mà không chạy nhanh đó thì cái con nó sẽ lợi và nó sẽ cho các bạn đi gặp ông bà luôn á. Tức là không phải là mình sẽ bị ngỡm nha, mình sẽ gọi là quay lại và xuất phát. Này con này nè mấy bạn, đó mấy bạn thấy không nè, hồi banh nhà lồng hết luôn, thấy không, chui hết là banh mấy bạn luôn nè. Rồi tí bạn này cũng banh nhà lồng luôn nè. Có mấy bạn mà đi nhanh đó, mấy bạn đi trước luôn, đi sắp tới nhà luôn đó, thấy không, té luôn rồi. Và mọi người ơi, bây giờ Happy sẽ chơi, Happy sẽ gọi là thử cái Happy sẽ chơi thử trước nha. Và cái này là mình phải cái này là chúng ta là, nếu như mà chúng ta qua một màn thì chúng ta sẽ được một cái dương niệm nha mọi người. Wow, quá đẹp luôn. Còn cái này là chỗ để mua đồ cho chúng ta đựng nè, cái Lucky, cái cỏ bốn lá mọi người. Trời, cái cỏ đó rất là hên luôn á mấy bạn. Bên này là cót nè, bên đây là gì à, pet à, con bé đó mọi người, mấy bạn mà mua bé đó. Còn bên đây là, ủa, bên đây là hình như là những cái là cái sóng xanh ở đằng sau lưng mình á, hay gì á mọi người. Cái này free nè, free vậy là mình có thể lấy được không mấy bạn? Đây, cái này có rất là nhiều trò chơi luôn á, mà Happy mới đi có tới màn 5 mà. Rồi xong mọi người, mình còn có 20 mấy giây nữa à, và bây giờ chúng ta sẽ chơi lại nha mọi người. Cái con này nó đang chạy, nó sắp tới, nó tới, hình như là nó tới đây là mình đi về hay gì á, và bạn này bị lát hay gì á. Ô, chạy hết hồn, chạy một chỗ luôn. Ôi, có mấy bạn chạy nhanh thiệt chứ, hết hồn luôn á. Rồi ok, đi về thôi mọi người ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm, người ta nói là click thiệt nhanh để chúng ta có thể chạy thiệt nhanh. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đợi cái dây này trôi qua và chúng ta mới bắt đầu bấm nha. Thì thời gian bấm của chúng ta là hình như là tới 18 giây nha mấy bạn ơi. Coi bấm sao nghe, tôi nghe nó nhất. À, cái này lúc trước là Happy bấm nó hơi bị nhiều luôn mọi người, có nhiều người bấm tới trời ơi, mấy triệu luôn á, xịn lắm á. Mà Happy mới bấm được có 20 mấy rồi nè, thấy không, giờ còn có 118 luôn ạ. Và bây giờ coi Happy có đi trước được không, đó, thấy không, chưa kịp nói nữa thấy cái là biết rồi, Happy đi cuối luôn. Happy đi, ủa, Happy đi bác luôn mọi người ơi. Rồi sao mua luôn cái này, gương niệm 100 hả, cái này là cái gì vậy, không, không có mua cái đó. Cái này là cái gương niệm mọi người ơi, như là để mình mua đồ hay gì á, Happy nghĩ vậy. Từ từ để Happy vô cái phần mà hồi nãy với Happy mua, để Happy cho các bạn xem nha. Ủa, à không, cái chỗ này, ê, cái chỗ này độc lạ quá nè. Cái gì á, ơ, con này nhìn hài á. Oh my god, mấy con này nhìn hài quá các bạn ơi. À, mấy con này phải mua mọi người ơi, mua cái sao mình biến thành nó, cái sao mình chạy hả. Độc lạ quá à, độc lạ bình minh. Ủa, cái gì ta. À đây nè mọi người ơi, 60k mua được đúng một cục màu ở đằng sau lưng, kiểu như túa ra mọi người. Cái này là free nè. Ủa cái gì ạ, Happy qua một màn rồi nè, màn thứ 6 rồi, yeah, vui quá à. Và mọi người ơi, cái cầu vòng này nó tới 100 robot luôn, nhiều nhá. Oh my god, nhưng mà Happy sẽ ráng, Happy gọi là chơi được để Happy mua cái để Happy sẽ mua hai cái miếng này. Trời ơi, Happy thích hai cái màu này, kiểu màu loang loang á mọi người, cái loang qua vậy nè. Còn cái này có ba màu, màu hồng nè, sau bên đây là màu hồng đậm, bên đây là màu tím, còn bên đây là màu xanh, không biết mọi người nhìn ra màu xanh không. Ở bên góc này nè nha mọi người, trời ơi ơi, nói sao còn có 3 giây à. Đâu vậy? Ủa, cách nào để tắt ta? Rồi Happy tắt đường này, vui quá. Rồi xong, bây giờ Happy sẽ gọi là click nha mọi người. Click. Ok, click vô. 1, 2, 3, bấm cái này khùng đầu luôn á. Bấm này nè, sao xù phu luôn. Trời ơi mấy bạn, mấy con này là con bé mọi người ơi. Trời ơi, vậy mà hồi nãy Happy tưởng đâu là mua vô cái mình thành lấy con đó chứ. Ai nhẹ là cái đó là mình chỉ cần gọi là mình mua cái xong là cái đó là con bé của mình thôi. Rồi xong Happy bấm được có 122 thôi, buồn quá à. Ủi, từ từ,
sao kêu mẹ mua được cái gì? Từ từ để Happy xem thử nha. Chắc cũng không có mua được gì đâu, tại vì mình mới chơi mà. Để Happy nhấn vô đây coi là nó sao. À, cái này nhấn để chơi chung với ai nè. Sao có hai bạn này giống nhau hả? Ủa, đây là một bạn hả? Trời, con nó đã đánh banh nhà lòng mình luôn rồi. Ui, con này là con mới vậy mọi người ơi. Giờ mình mới để ý luôn á. Oh my god, hay quá. Để Happy cho bạn xem mấy bạn mà bấm nhanh nè. Trời ơi mọi người, lúc trước á Happy mới vô Happy thử á, là lúc đó Happy thấy cái bạn kia mà tới chứ 9 triệu luôn á, 9m luôn, 9m luôn á. Xịn ghê luôn, còn mấy bạn này thì cũng xịn rồi đó. Thêm một màn nữa là 400 luôn rồi. Nhanh lên, cố lên bạn ơi. Rồi, ủa gì ghê hả? Oh my god. Giờ cái là lên máy luôn kìa, xịn quá à. Có mấy bạn mà chạy nhanh hơn Happy luôn nè. Rồi Happy được 7 cái dương niệm, mà 7 dương niệm mà chừng nào mới mua được vậy trời ơi. Happy cũng không biết chừng nào luôn á mấy bạn, tại vì kiểu như là cái này nó chạy nhưng mà mình phải bấm rất là nhanh luôn á. Nếu như mà mình không bấm nhanh thì nó chỉ có mấy trăm thôi. Nó 1000 á, là kiểu như là nó tới 1000 mấy là đủ nhanh rồi. Happy nghĩ vậy thôi chứ Happy cũng không biết nữa, tại vì Happy thấy mấy bạn chạy hơi bị nhanh luôn á, chạy banh nhà lòng luôn. Nè ông, 5000 luôn rồi. Xịn quá, còn bên này tới 9000 luôn, 9000 mà 10000. Ủa gì vậy? À, chúng ta có thể tele những cái gọi là cái phòng màu này mọi người ơi. Happy đang ở cái phòng bình thường nè. Cái phốt 2. Ok, để tí Happy sẽ tele nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ bấm thôi. Để tí Happy sẽ gọi là tìm cái cách gọi là để mở khóa những cái căn phòng đó cho mấy bạn nha. Tại vì Happy cũng rất là thích mấy cái phòng mà có màu mè á mọi người, chứ không có màu mè nhìn nó chán, nhìn giống cái phòng này nè. Hình như là cái đó là mình phải tay le hay gì mấy bạn, nhưng mà Happy cũng biết là ủa Happy đâu rồi ta, đâu rồi, à đây, trời ơi cũng có 115 nè mọi người, xịu luôn. Happy sẽ tìm hiểu thêm cái là a à, cái này để tắt cái này cho nó đừng có mát mát đúng không? Ok hiểu rồi. Còn cái này là gì đây? Oh, nhớ tróc màn hình luôn á mọi người. Ê nhìn Happy như không chạy luôn á. Ê nhìn Happy giống đây đi ngược nè. Ê nhìn sao nhức nhức cái đầu. Trời ơi mọi người, cái con đó mọi người có thấy không? Oh my god, hồi nãy á nó chạy lại cái nó quánh banh nhà lòng mình luôn. Sợ quá. Này là gì vậy? Cái này là clip nhanh hơn hả? Hay quá. Nhưng mà cái này Happy thấy nó khá là mát. Oh shit. 900. Ủa gì? 400. Có 199. Là mình dư ra 201. Ờ ok, hiểu rồi, nhưng mà nó hơi mắc mọi người ơi. Rất là mắc luôn á, đối với Happy thì nó mắc. Cái này gì? À các cái này vô mà Happy có bị quên á. Vô hết unlock. Đích the door. À cái này là phòng mọi người, những cái căn phòng nè. Rồi Happy, để Happy chỉ cho. Cái phòng này là cái phòng mà Happy đang chơi nè. Còn cái này á, là nó không có giống bình thường đâu. Cái phòng nó tối thì nó tối luôn nè, nhìn nó sáng thì nó sẽ sáng. Còn mấy phòng nào mà nhìn nó tối là tối thui luôn. Ồ, như cái phòng mà Happy đang đi vậy nè, nhìn nó sáng đúng không? Thì vô đây nó cũng sáng nè. Rồi Happy hiểu luôn rồi. Quá dễ. Ồ Happy, trời mấy bạn ơi, Happy ngồi Happy nói chuyện với mấy bạn sao mà giờ đó sắp hết thời gian rồi nè, thấy không? Rồi để mình tắt nè. Ở cái con này sao nó đứng im luôn vậy, chứ nó bị gì vậy? Chắc nó bị lót hay gì á. Rồi xong luôn. Oh my god. Happy để cho nó tự động đi á mọi người, là nhấn vô đây nè. Xịn quá. Happy qua bên này. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ bấm thôi. Ok, bấm cái này chắc là banh nhà lòng luôn á bạn ơi. Let's get a damn mommy. Trời mọi người, Happy cứ bấm nhiều nhiều vô. Trời ơi, sao còn có 6 giây vậy? Ít xỉu luôn, Happy mới bấm được con tí luôn á. Rồi xong luôn, bấm được 113. Thấy Happy hay không? Tại vì Happy có nhiêu đây á. Happy bấm nhiều nhất của Happy là 139. 140 nha mọi người, mà kiểu như là mình bấm á, mình bấm cái xong kiểu như là nó bị thụt lại một số, nghe nó tức kiểu gì á mọi người có bị không?
map này nó cứ bị thụt lên một số á. Cái phần quy nó đây nè, rồi cái phần mà chúng ta nhấn. Ai! Cái này là cái đi lên, nhưng mà vì không có đi lên thì bị đi xuống. Em mơ được khóc. Ủa vậy cái này vậy mới đúng. Ai vậy? Vậy là vậy là sao? Happy nói chuyện nó hơi khó hiểu á. Ủa sao cái con này bây giờ nó chạy nhanh dữ vậy? Hồi nãy Happy thấy nó chạy bình thường mà. Ủa cái gì vậy? À, nãy có ai mời Happy á mấy bạn, các bạn có thấy không? Để Happy xem Happy mời coi. À thôi cái này Happy không biết nên Happy sẽ không có mời nha mọi người. Tại vì Happy đâu biết ai đâu mà Happy mời. Trời ơi chạy nhanh dữ vậy? Không biết. Happy mời thử coi. Rồi xong không chấp nhận luôn mọi người ơi, buồn luôn. Yeah, mình tới 9 rồi. Ủa? 9 rồi mọi người ơi. Bây giờ mình còn đúng một màn nữa là mình lên 10 rồi. Mới lên 3. Kiểu như là cái tay mình á mấy bạn, để Happy nói cho. Là cái tay của mình á, mình giơ số 2 đi đúng không? Là hay giơ lộn số 3 nè. Giơ số 9 là vậy nè. Cứ bị lộn á. Khi số 8 Độc Lạ Bình Dương. Rồi xong chứ. Ôi nãy giờ không có ai mà gọi là bị gì luôn. Để bị ấy. Ủa gì hả? What the hell? What? Con gì mà nó có cái lỗ? Ờ không phải. Cái cục lõm của nó mà. Em bị nó lõm là cái lõm. Cái này, ôi sao nó bị kiểu như là nó bị chậm chậm đó mọi người. Người Happy thấy vẫn may mắn hơn những bạn khác. Là Happy bấm được cái nhanh. Oh xịt rồi xong luôn còn. Oh my god, 111. Ok Happy có thể biết là mốt Happy lớn lên Happy sẽ sống tới 111 tuổi. Rồi xong 12 luôn rồi nè. Cái gì vậy? Trời ơi các bạn. Các bạn ở đây nè mọi người, chạy nhanh dữ vậy. Ok mọi người, thì nãy giờ là Happy chạy nhiều rồi nên bây giờ Happy quyết định là Happy không có chạy nữa. Happy sẽ gọi là đi khám phá nha. Happy sẽ đi khám phá rồi, để cái chỗ này là chỗ gì đây? Để vậy thôi hả? Ôi. À cái này là để mua mọi người ơi, cái này nhấn là nhấn X2 á, y như là nhấn một cái nhưng mà ra hai cái. Ờ chắc vậy á, Happy nghĩ vậy thôi. Còn cái hộp này là gì vậy? Cái hộp lưu trữ đồ thôi hả? Gặn quá hả? Vậy cũng đi mua nữa hả? Happy không biết là mua để lưu trữ cái gì luôn á. What the hell? Còn ở đây là cái dương niệm. Ở cái dương niệm thì nãy giờ Happy thấy cũng nhiều rồi. Đây là Class X2 20. Cái này hình như là từ từ, cái này hình như là phúc hả ta? Ok, ấy là cái này là mình ít được. Happy không, cái này hình như là phút hay giây gì đó không nhớ. Còn cái này là không biết một tiếng chắc vậy á, tại vì Happy nghĩ vậy. Lúc trước Happy cũng thấy mấy cái chữ hờ á. Ấy. Ủa. Mới nói chuyện xong tí là hồi nó vào nhà lòng luôn. Oh my gosh. Mình vô vận may mọi người ơi. Vận may. Thôi không. Ác độc thì chứ Happy tưởng đâu là cái đó là, nó dễ thương, nó tốt lắm mọi người. Happy nghĩ là nó sẽ cho mình free một chuyến, hoặc là gọi là cho mình miễn phí một lần không 100 robot. Cái chịu nổi không mấy bạn? Oh my gosh, ready. Có 3, 103. Nè giờ xong Happy chạy chậm nhất luôn mọi người ơi. Buồn quá. Cái này gì vậy? Nè trời ơi mọi người ơi, nếu như mà mọi người có vô đây thì nó có những cái trò chơi. Ê cái này là nhảy xa nè, vui quá à. Để bữa nào Happy chơi thử nha. Nhảy xa vậy đâu, tới 99 cộng luôn à. Xịn vậy. Này ấy, gì vậy? Nãy giờ Happy đang thắc mắc là tại sao Happy không thấy lấy lại được đồ free á mọi người đây. Cái đồ này nè. Trong đây hả? Gì vậy? Bao nhiêu bét, nhưng mà con bét ở đâu? How? Là bét đó hả? Bét này nó hơi độc quyền tí nhưng mà mình không có mua được. Ủa nhưng mà mọi người ơi, Happy muốn mua con bét, nhưng mà mọi người có thể chỉ Happy là con bét nó đâu không?
con bé ở đây và lên đây là cái gì đây? Không có gì luôn, what the hell. Ai tôm hiểu, tôm hiểu, what the hell. Hình như là con bé là phải đi lại cái chỗ hồi nãy hay gì mọi người ơi. Ok mọi người ơi, thì ngày hôm nay Happy đã chạy được 9 mạng rồi. Và đây giờ thì mạng thứ 10 nè, 1, 2, 3, đó mạng thứ 10 luôn, hay chưa. Và nếu như mọi người thích Happy chơi cái trò chạy như thế này nữa và cày á, thì mọi người hãy nhớ like share cho mình nha. Và bây giờ thì chúc em mới vui vẻ, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.